Dạ. Tính thời gian lên cố gắng càng nhanh càng tốt xin đội ơi. Tất cả phải chạm vào nhau. Dừng lại đội trưởng ơi, người phía sau không có chạm vào nhau kìa. Dừng lại đội trưởng, không được biết tiếp, phải chạm vào nhau, nói đua nhau mới được. Bình tĩnh, tập trung. Rồi, tiếp tục. Tập trung. Ra tới bình tĩnh, từ tiên. Tập trung. Rồi, từ dừng lại, kéo đội dừng lại, leo lên lại vị trí đó giùm em. Rồi, leo lên lại vị trí. Rất chỗ nào chúng ta leo lên vị trí đó. Rất chỗ nào leo lên lại vị trí đó. Leo lên lại, thời gian, nhanh lên. Lưu ý là thời gian đang cấm cho mỗi đội, chính vì thế leo lên lại ngay vị trí này trước. Bất kể bằng cách nào, miễn sao ra được tới đích là được. Thôi chị. Yeah. Từ, chạm thành viên vào nhau mới được. Xin mời đội trưởng đứng lại. Cố lên, tiếp tục. 2 phút để chơi quay, cái đội chỉ quay được cột mốc thứ 2. Chúng ta có tất cả là 5 cột mốc. Thử xem con lốc có vượt qua được thử thách ngày hôm nay không. Cố lên. Người sau đang chào đảo. Lắc được cái mông nè. Yeah. Tiếp tục. Cố lên, tiếp tục lên. Ba phút đã trôi qua. Cố lên. Rốt cuộc sau 3 phút 20 giây thì đội đã tìm ra được chính thức tới đây. Hỏi ý. Ai bị đánh chứ quên. Cố lên, xin mời.